Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập tăng cường sức khỏe tại nhà trong mùa dịch, cũng là dự án của tháng 10 trong chương trình Happy Hero của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện nhé. Như vậy, 6 động tác đã xong. Thầy chúc tất cả các em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng. Chào tạm biệt các em. Come and see for yourself how we grow talent with care. UTS, growing talent with care.